dạy câu hò, câu hò lý cây bông. Anh hò cho một cô em gái đang chạy tóc bên sông. Anh chỉ sống với mái chèo đâu có đất mênh mông, chỉ cần em ngồi chạy tóc anh quyết ở mãi bên sông. Ơi hò là hò ơi, trong đầm gì đẹp bằng sen, quê mình ai đẹp bằng em, em xinh đẹp không cần bằng khen. Mới tí tuổi mà đã biết thẹn, cô bồ kết nên tóc em đen, dáng dịu dàng và đoan trang. Đừng vội về nhà chi sớm em ơi, khoan, bông trắng và bông xanh à, cho anh nhà quê hỏi em còn độc thân hay nhăn à. Thắm hời thắm ơi, sao em nở lạnh lùng để lòng anh rầu rì. Quá trời, lúa mùa này nhà anh trúng lắm, anh chuẩn bị cày mối nhờ mai để sang nhà em giảm hỏi cho đôi ta nên vợ nên chồng. Hơi của em rất là tốt, em có triển vọng lắm á, anh nói thật, cái giọng của em á, nếu như biết cách và xử lý và ca thì giọng em rất là có triển vọng. Nguyên là một thí sinh có giọng ca, có nội lực. Từ vòng 1 cho tới vòng 2, em đã thể hiện được, em đã phô trương được cái giọng ca của em. Giống như là giọng ca có nội lực nè, có cái giọng dài nè, giữ hơi được nè. Nhưng mà để mà luyến lái mà đi lên đi xuống thì không có cái độ đi xuống được. Cầu này mới cầu tre, chưa cầu đúc. Nó không có cái độ để mềm, để trở về luyến lái. Cho nên là cái đó là cũng không phải lỗi của các em. Yên tâm, có quân luyện viên mà. Đón xem tập 11 Đường đến danh ca vòng cổ mùa 2, phát sóng vào lúc 20:30 thứ 6 ngày 15 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7.